Dạ, Nam Mô A Di Đà Phật ạ. Dạ, con xin chào thầy. Dạ, con tên là Huỳnh Quốc Huy. Dạ, con đến từ Bình Dương ạ. Và con đến từ giảng đường chính ạ. Dạ, con có nghe một lời giảng là chúng ta phải tận hưởng và tìm kiếm xây dựng sự hạnh phúc, sự an nhiên ở hiện tại ạ. Nhưng mà con cũng có nghe và cũng đã thấy được một số người chọn, chấp nhận họ cho đi, họ bỏ qua cái sự an nhiên, sự hạnh phúc ở hiện tại để họ hướng đến một tương lai, họ xây dựng sự hạnh phúc và sự vui vẻ ở tương lai rồi. Vậy thì thầy cho con hỏi là chúng ta nên chọn cách sống như thế nào? Và tuy hơi tham lam một chút nhưng mà mong là thầy chỉ cho con một lối sống mà con có thể hưởng được sự an nhiên, sự hạnh phúc ở hiện tại và ở cả tương lai rồi. Con trả lời cho thầy biết là cái gì nó đang làm cho con mất an nhiên và mất hạnh phúc để con phải đi tìm cái an nhiên và hạnh phúc. Con xin trả lời về hạnh phúc đối với con là như thế nào được không ạ? Dạ vâng, dạ con xin phép thầy. Dạ, đối với con thì hạnh phúc là con có thể tìm được một chốn, một nơi, hoặc là con có thể xây dựng được một nơi mà ở đó con có thể hưởng được sự niềm vui, hạnh phúc cùng với những người con yêu thương, gia đình, bạn bè của con. Và ở nơi đó thì gia đình và bạn bè của con, những người con yêu thương có thể cũng vui vẻ với con, cũng mang lại sự hạnh phúc cho con. Và có thể dựa vào, con có thể bảo vệ và bao bọc cho mọi người. Được, con cảm ơn thầy. Cảm ơn con. Cảm ơn bạn rất nhiều. Khoan đã nói đến cái việc định hướng cho người đi tìm hạnh phúc ở hiện tại hay là đi tương lai. Mà thầy nói với con, hạnh phúc của con tìm hạnh phúc đó là ở nơi chốn, một nơi nào đó, để nơi đó con có thể sống với những người thân, để bảo vệ những người thân, rồi những người thân, người thương của con sẽ đem đến niềm vui, hạnh phúc cho con. Như vậy con đang tìm cái hạnh phúc đó chính là hoàn cảnh, là hạnh phúc ở bên ngoài. Nhưng con à, hạnh phúc nếu xây dựng từ hoàn cảnh, xây dựng từ bên ngoài, nó không có bền chắc. Điều thứ nhất là thời gian đi qua nó luôn có những sự thay đổi từ cuộc sống cho đến tâm hồn của chúng ta. Con đâu có chắc được là ai rồi cũng sẽ ở mãi với chúng ta đến hết một đời này, đúng không? Có những điều con muốn người đó ở bên cạnh để con chăm sóc, nhưng chưa chắc điều con muốn là điều họ đã muốn. Nhớ chưa? Điều thứ hai là cái con muốn đó là hạnh phúc do ở bên ngoài đưa đến, có một sự đoàn tụ, mà đoàn tụ đó là sự đoàn tụ của gia đình. Như vậy thì thưa với con, hạnh phúc có được là con phải xây dựng từ ở trong tâm của mình trước. Con phải làm sao chế tác con là một người có hạnh phúc, rồi con mới xây dựng hạnh phúc ở bên ngoài. Hạnh phúc ở trong tâm nó mới giữ con không thay đổi trước những hoàn cảnh. Nếu như con không xây dựng được hạnh phúc ở trong tâm mà con chỉ chăm chú vào để xây dựng cái hạnh phúc ở bên ngoài đó, thì cái bên ngoài luôn bị thay đổi bởi hoàn cảnh. Con khó có hạnh phúc lắm. Ai cũng có một ước mơ là có một cái miếng đất nho nhỏ chừng 1 hecta để làm một cái nhà nho nhỏ, đó là chừng 400-500 mét vuông, chừng 2-3 tầng chi đó. Ở bên cạnh có cái hồ bơi, ở trong sân có một cái sân vườn, có cái chỗ để đánh golf, vân vân và vân vân. Ai cũng mơ ước nho nhỏ như thế. Rồi sau cái mơ ước để xây dựng một cái khu, một cái nơi, ta mơ ước điều gì? Trong ngôi nhà ấy có bố mẹ, rồi trong ngôi nhà ấy có một người xinh đẹp để làm vợ của ta, hoặc là một người xinh đẹp để làm chồng của ta. Ta mơ ước trong ngôi nhà ấy có tiếng cười của những đứa trẻ thơ là con của chúng ta. Ta vẽ lên một cái khung cảnh thật tuyệt vời, ta mơ ước, ta mong muốn điều đó. Và hầu như những người trẻ của chúng ta đều có cái mơ ước như thế này. Thưa với các bạn, nhìn thử đi, được bao nhiêu người đạt được cái mơ ước đó? Một người đại phúc khi có của, có tiền thật là nhiều, nhưng có phước về của tiền chưa chắc lại có phước được sống chung với người thân. Có người có cái phước được sống chung với người thân nhưng lại không có cái phước của tiền. Họ vẫn mãi nghèo khổ, họ vẫn mãi chật vật về cơm áo gạo tiền, về đồng lương.
lại có cái người được cái phước có cổ tiền, có cái phước về người thân, nhưng chắc gì có cái phước về tuổi thọ và sức khỏe. Cho nên có nhiều và rất nhiều thứ để chúng ta nói với nhau ở đây. Nếu như xây dựng hạnh phúc như chúng ta mong muốn, đó là tất cả mọi thứ theo ý của ta, thưa, không được đâu. Rồi chúng ta sẽ chuốc lấy bất an, chúng ta cảm thấy chán nản khi cái điều mơ ước đó nó không thành hiện thực. Chi bằng xây dựng hạnh phúc cho tâm hồn của chính mình, đó là gì? Đó chính là bây giờ ta chưa có cơ hội, chưa có điều kiện để xây dựng một cái nơi như ta muốn, thì chúng ta cũng bằng lòng vui với hiện tại, không phải đợi tới ngày mai có một nơi, một chốn to như thế, bề thế như thế, thì chúng ta mới quan tâm, mới chăm sóc, mới làm vui người thân. Bây giờ trong một ngôi nhà lá, trong một cái ngôi nhà cấp 4, có tiếng cười, có tình thương, bây giờ ta thương, ta quan tâm, ta chăm sóc, thì hạnh phúc nó có bây giờ, có ở đây, không phải đợi tới ngày mai. Ngày mai con giàu lên rồi dễ sanh tật lắm à. Những người giàu dễ sanh tật lắm. Và có những điều á, mình nghĩ là bây giờ mình không cần làm, đợi ngày mai khi đạt được cái này, đạt được cái khác rồi mới làm. Rất nhiều điều để chúng ta phải thay đổi. Và tâm niệm của chúng ta là cái để chúng ta nhận biết dễ nhất, đó là nó luôn thay đổi, không bao giờ ngừng, không bao giờ ngừng. Con đợi ngày mai giàu, con sẽ hiếu thảo, sẽ chăm sóc bố mẹ. Ủa, nghèo con cũng có thể chăm sóc được mà. Đâu phải trở thành giám đốc mới chăm sóc được bố mẹ. Đâu phải trở thành giám đốc mới có thể đem đến hạnh phúc cho người thân, người thương của mình. Bây giờ vẫn có thể đem được. Ước mơ chúng ta cứ nỗ lực, cứ phấn đấu. Nhưng hiện tại phải chu toàn mọi việc. Chu toàn mọi việc. Ngày mai con sẽ chăm sóc? Không. Bây giờ con chăm sóc. Ngày mai con sẽ dành thời gian cho gia đình? Không. Bây giờ con tận dụng từng khoảnh khắc để dành cho gia đình. Ngày mai tôi sẽ thương yêu em hết lòng? Không. Bây giờ tôi thương yêu em hết lòng, thương một cách chân thành. Rồi chính cái hiện tại mà ta lo chu toàn đó, thì chúng ta đang bước từng bước thật chậm, thật chắc, thật vững vàng đến tương lai. Hôm nay xây dựng được thì ngày mai nó mới bền chắc. Hôm nay không xây dựng, ngày mai không có thể nào bền chắc được. Vì vậy khi con hỏi hạnh phúc là bây giờ phải bỏ hiện tại để đánh đổi chạy tìm cầu cho tương lai. Như vậy hạnh phúc nó không phải ở ngày mai đâu. Hạnh phúc nó có mặt với con ngay trong giây phút này, khi con biết đón nhận tất cả mọi thứ bằng một trạng thái tâm an nhiên ha. Dạ, A Di Đà Phật, con chào thầy, chào các bạn. Con tên là Tuyết Mai, con đến từ Pháp Đường Nam ạ. Dạ, thì hiện tại con là sinh viên năm cuối và con đang chuẩn bị ra trường á. Thì trước đó là con có một cái công việc của con rồi, với mức lương của con cũng nhỉnh hơn các bạn một chút. Thì sau khi mà đi làm á, con cảm giác là con không có thể tích lũy tiền cho mình được á. Kiểu mọi người, kiểu tiền của con làm ra thì con sẽ lo cho gia đình con, rồi bạn bè cũng mượn tiền của con, coi như là con lo cho mọi người hết, con không có tích lũy được cho bản thân mình. Thì con cảm giác như là rất là bế tắc, cho nên con đã nghỉ việc luôn. Con không có đi làm nữa. Vậy thì con xin thầy cho con, kiểu con cảm giác con đang bị khủng hoảng tuổi ra trường hay sao á. Thế con xin thầy là cho con một hướng đi mới, để con có thể tích lũy cho bản thân con được và lo cho gia đình con được. Dạ. Xin cảm ơn. Xin cảm ơn bạn. Bạn ngồi xuống đi. Đi làm có lương, lương nhỉnh. Nhưng mà Minh Thiền và các bạn không hỏi là lương bao nhiêu đâu nha. Lương nhỉnh hơn mà làm được bao nhiêu tiền thì lo cho gia đình, rồi bạn bè mượn. Cho mượn có lấy lãi không? Hỏi vui vậy thôi chứ bạn bè ai mà lấy lãi ít. Mình lấy nhiều nhiều cơ. Sẽ có những người đồng cảm với mình, khoái chí cho nên cười rất to. Anh Thiền nói với bạn thế này: khi bạn đi làm, bạn có tiền, bạn có thể lo chi tiêu cho cuộc sống của bạn, dù nó rất ít. Bên cạnh đó bạn cũng có thể mua món quà tặng bố mẹ, hoặc là lo phụ với bố mẹ chuyện ở trong nhà. Bạn có thể là người để cho bạn bè của bạn
nương tựa trong những lúc khó khăn để mượn. Ta khoan đã nói đến chuyện là họ mượn rồi họ trả hay không, lý do gì họ mượn. Nhưng bạn là một người đang gánh vác phụ những người khác, bạn thấy mệt mỏi về điều đó. Tại sao bạn không thấy điều đó là một ân huệ dành cho mình? Bạn không thấy điều đó là một điều kiện tuyệt vời để mình có cơ hội để giúp đỡ những người thân trong gia đình, để mình có cơ hội để giúp đỡ bạn bè. Bạn chỉ cần thấy đây là cơ hội để mình có thể giúp đỡ người khác thì bạn sẽ không còn thấy cuộc sống này áp lực. Bạn không còn thấy cái công việc đó là mệt mỏi nữa. Nếu như bạn nghĩ đến một điều đó là tiền của mình làm ra mình không giữ được bao nhiêu rồi cũng tiêu hết thì đi làm để làm gì? Vậy thì khi bạn không đi làm và khi bạn đi làm đó thì bạn coi cuộc sống của nó khác thế nào? Lúc bây giờ không đi làm không có tiền để xài, đúng chưa? Rồi muốn giúp gia đình, ví dụ như mình muốn mua cho bố mẹ một bộ đồ cũng không có cái để mua. Trước đây mình phụ với bố mẹ để gánh nặng cái công việc trong nhà, nhưng bây giờ mình không phụ được mà mình trở thành gánh nặng của bố mẹ vì mình không có việc làm. Cuộc sống này phải có công việc, cuộc sống này phải kiếm được tiền các bạn à. Phải kiếm được tiền, chứ không thể nào nói tôi không cần làm gì hết, thôi bây giờ ở nhà bố mẹ nuôi. Đó là chuyện của các em á, nó dưới 15, 16 tuổi, nó nghĩ như thế, nó nói như thế được. Mà anh chị đâu có quyền nghĩ như thế, mà các anh chị phải nghĩ rằng mình phải có tiền, có tiền để chi tiêu lo cho đời sống của mình. Mình phải có tiền để phụ với bố mẹ. Bố mẹ đã vất vả rất nhiều rồi, mình phải gánh bớt phần vất vả cho bố mẹ. Con à, bây giờ con không đi làm, tiền chi tiêu, tiền sinh hoạt của con cũng phải trông chờ vào người khác. Có mệt mỏi không? Rất mệt mỏi. Xin đâu phải là ai cũng cho con đâu. Rồi bây giờ mọi việc mà con làm con không thể làm được, những thứ con muốn mua con không thể mua được. Rồi bây giờ kể cả con muốn đi đâu đó con cũng không thể đi được, vì trong túi không có tiền làm gì được. Cho nên bây giờ Minh Thiền khuyên con thế này nè, đừng có chán nản với điều đó mà phải biết cách để quản lý. Phải đi làm, phải đi làm và phải có lương, nhưng sau đó quản lý. Nghĩa là chúng ta phụ giúp với bố mẹ, phải coi những cái việc phù hợp không. Chẳng hạn như bố nói mày tháng này gửi về cho bố 2 triệu để bố đi chơi số đề cái mày, thì cái đó mình nói bố ơi, bố thương con, tháng này con làm cũng vất vả lắm, tiền chi tiêu không đủ bố ạ. Con có thể gửi về cho bố một vài trăm để bố ăn bánh uống trà được, chứ không có tiền để gửi cho bố chơi số đề. Mẹ nói con gửi về cho mẹ ít tiền mẹ đi quýnh tứ sắc. Những lúc đó là những lúc mình xem xét cái chi tiêu. Còn như bố mẹ nói, con à, bây giờ ông ngoại bà ngoại bệnh cần tiền để tháng này mua 1 triệu tiền thuốc, 700 tiền thuốc, con thấy khả năng mình được nên sẵn sàng mình lo được việc đó, mình trả cái hiếu cho bố cho mẹ mà cũng giúp bố mẹ trả hiếu cho ông bà của mình nữa. Nên cân nhắc trong chi tiêu là những việc gì chính đáng và những việc gì không chính đáng. Còn với bạn bè mà có mượn á, thì con phải coi lại chứ. Có nghĩa là bây giờ tháng lương của con là 10 triệu, chi tiêu sinh hoạt ăn uống nhà trọ đồ này kia hết của con là 4 triệu, con còn 6 triệu. 6 triệu đó thì con sẽ nghĩ trong đầu là mình sẽ phụng dưỡng bố mẹ là 2 triệu, mình còn 4 triệu để dành ở đó để tích lũy. Bạn bè ví dụ nó mượn dưới 1 triệu mà nghĩ phải nhìn mặt nó, nhỏ này nó có thể trả được thì cho mượn. Còn nếu mà thấy nhỏ này chơi thân mà đúng hoàn cảnh nó cấp bách thiệt, nó phải mua sữa cho con nó bú thì mình cho nó mượn. Nó phải mua cái gì đó để làm quà sinh nhật cho bố mẹ nó thì được. Nó phải đi về quê, bây giờ nó không có tiền để tặng bố mẹ đó, mình cho nó mượn được. Nhưng ở một chút nào đó thôi, chứ không phải chơi kiểu hào phóng còn 4 triệu đưa hết rồi con sẽ thấy là ồ, thế là xong. Thế là xong rồi con lại chán nản. Cho nên cân nhắc trong chi tiêu và nhớ là phải đi làm nha. Không có được từ bỏ công việc để chạy về bố mẹ nuôi nữa, lớn rồi.
có người yêu rồi, không phải sống nhờ vả bố mẹ nữa nha. A Di Đà Phật. Chúng con xin được ơn thầy đã trả lời câu hỏi cho các bạn. Chúng con xin phép được đọc câu hỏi. Nam mô A Di Đà Phật. Con có đôi lời bộc bạch với thầy. Con là con trai một trong gia đình. Trước đây nhà con rất nghèo, cơm không đủ ăn, mặc không đủ ấm, chịu nhiều đắng cay, khóc trong nước mắt. Sau khi có ba mẹ cố gắng phấn đấu làm việc giúp đỡ mọi người để có cuộc sống sung túc như ngày hôm nay, ba mẹ đặt hết kỳ vọng vào con rất nhiều. Nhưng thầy ơi, con lỡ thích con trai rồi. Con có nhiều lần tâm sự với ba mẹ không cho và khóc rất nhiều. Ba mẹ bỏ ăn, bỏ ngủ. Những lúc như vậy con đau lắm thầy ơi. Con phải làm sao cho đúng? Xin thầy dựa vào ánh sáng của Phật soi đường chỉ lối giúp cho con. Nam mô A Di Đà Phật. Chúng con xin cung thỉnh thầy có chia sẻ những lời pháp âm đến với bạn phá sinh ở các pháp đường. Nam mô A Di Đà Phật. Con ơi, thầy đã nghe những điều mà con chia sẻ mà cũng không có gì phải quá đau khổ đâu con. Thầy biết chắc là con không muốn điều đó. Con không muốn làm bố mẹ buồn, nhưng hoàn cảnh và cũng có thể nói nghiệp duyên của chúng ta, mỗi người mỗi cái số phận, nên không quá đau buồn. Đau buồn hay trốn chạy đó không phải là cách giải quyết tốt đẹp. Đối diện thực tế, thầy tin chắc rằng là bố mẹ nào cũng thương con, bố mẹ nào rồi cũng sẽ hiểu. Tuy nhiên trước khi để bố mẹ hiểu, bố mẹ cảm thông thì tất nhiên bố mẹ sẽ rất đau lòng, rất đau lòng. Chia buồn với con đúng lý ra là con phải có thêm một vài người em nữa thì đỡ gánh nặng, đỡ áp lực cho con. Nhưng khổ nổi là con trai một trong gia đình khó khăn lắm. Và Minh Thiền gặp điều này nhiều lần, thưa các bạn ạ. Có ai muốn mình phải như thế không? Không. Không ai muốn mình phải trở thành LGBT cả. Không ai muốn đâu. Nhưng nghiệp lực của mỗi con người chúng ta nó có khác. Trong cuộc sống này, chúng ta không có quyền để chọn nơi mình sinh ra. Chúng ta không có quyền để chọn cho mình một cái giới tính mà nó phải theo nghiệp lực. Bởi vậy cho nên Minh Thiền hay nói vui đó là có những người Phật tử giới gì cũng giữ được mà giới tính thì không. Thật là thương cho con khi thân hình thì sáu múi cường tráng lực lưỡng mà tâm hồn thì quá yếu mềm. Con về hãy dành nhiều thời gian để mời bố mẹ ngồi lại và con chia sẻ thật lòng với bố mẹ. Và những lúc mà thấy bố mẹ gay gắt thì con chỉ nói là con xin lỗi, con không biết làm sao cả. Con rất muốn làm cho bố mẹ hài lòng, cho bố mẹ vui lòng, nhưng mà con không thể làm được. Dù bố mẹ có giận, bố mẹ có ghét hay là bố mẹ có đánh chết con đi nữa thì cũng không thay đổi được giới tính của con. Mình phải thật thà thẳng thắn điều này với bố mẹ. Và nhiều lần như thế con phải kiên trì để bày tỏ nỗi lòng của mình. Đừng bao giờ chán nản và bỏ cuộc. Thầy tin rằng với tình thương của bố, tình thương của mẹ, bố mẹ sẽ thấu hiểu. Và khi bố mẹ rơi nước mắt và khi bố mẹ có những lời than trách thì đó là lúc bố mẹ đã hiểu về con, đã thương con. Cho nên cái khóc đó, cái oán trách đó không phải là oán trách con đâu, mà đang oán trách cho hoàn cảnh nghiệt ngã. Cái giọt nước mắt đó không phải là giọt nước mắt tủi thân, mà đó là giọt nước mắt thương con của mình. Cho nên với điều này con không có phải quá đau khổ. Đừng có để cho nó trở thành một gánh nặng với con, để rồi con chán nản. Con là con một trong gia đình, con phải có niềm tin với cuộc sống, con phải có sự vui vẻ với cuộc sống để con đem lại niềm vui cho bố mẹ con nữa. Và thưa với con, rất nhiều người như con, họ đem lại được niềm vui cho gia đình, họ đem lại lợi ích cho cuộc sống này. Hãy nhìn đi, rất nhiều những anh chị ở cái thế giới thứ ba đó đóng góp
rất nhiều điều kiện tuyệt vời cho xã hội này các bạn ạ. Cho nên không có gì phải buồn tủi cả. Không có gì phải thấy đó là một điều xấu xa, một điều tội lỗi để tự ti về bản thân. Mà hãy thấy đó là một điều rất bình thường trong cuộc sống. Nếu chúng ta nói với nhau là giới tính nam hoặc nữ, thì thưa với các bạn, tại sao chỉ có hai giới tính? Cũng có thể chấp nhận giới tính thứ ba, giới tính thứ tư kia mà. Cũng là giới tính. Không có vì cái này mà chúng ta tự ti mặc cảm. Không có vì cái này mà chúng ta quên đi nỗ lực phấn đấu để giúp cho bản thân mình được tốt hơn, gia đình mình tốt hơn và xã hội này tốt hơn. Hãy tích cực sống với những điều tốt lành. Giới tính nào cũng cần phải sống tốt, sống vui và sống hạnh phúc. Cũng có quyền được sống như nhau. Nam Mô A Di Đà Phật. Chúng con xin được ơn Thầy đã có những lời chia sẻ. Chúng con xin được đọc câu hỏi của bạn ở Pháp Đường 3. Nam Mô A Di Đà Phật. Và bạch Thầy, nhân chủ đề thuyết giảng hôm nay của Thầy là tạ ơn Phật. Và vừa rồi, riêng nhân dịp kỷ niệm 60 năm Bồ Tát Thích Quảng Đức vị Pháp Thiêu Thân, con muốn được nghe Thầy chia sẻ thêm về tấm lòng cao cả vì Đạo Phật của Bồ Tát Thích Quảng Đức. Nguyện hiến thân mình vì Đạo Phật. Con cảm ơn ạ. Nam Mô A Di Đà Phật. Chúng con xin kính cẩn thầy. Câu hỏi này đó, với thời lượng trả lời cho câu hỏi, một câu hỏi không quá 5 phút thì sẽ không nói hết được. Nó là một đề tài của một buổi nói chuyện. Nhưng mà Minh Thiền nói ngắn gọn với các bạn là người Phật tử Việt Nam chúng ta tự hào về Bồ Tát Thích Quảng Đức. Đó là một vị xuất gia, một con người bằng xương, bằng thịt. Ngài cách chúng ta không quá xa. Và những bậc thầy lớn của chúng ta, những bậc sư phụ của chúng ta, những bậc sư ông của chúng ta, hoặc như là ông ngoại, bà ngoại, ông nội, bà nội của chúng ta, bố mẹ của chúng ta cũng có thể biết về Ngài. Vì năm 1963 xảy ra một sự kiện trọng đại, mà sự kiện ấy làm cho thế giới phải rung động vì một tin, đó là một vị tu sĩ của Phật giáo ở tại Sài Gòn, miền Nam của Việt Nam, đã tự thiêu thân để đòi lại quyền bình đẳng tự do cho Phật giáo. Chúng ta nói sơ với nhau là trong thời đại của Ngài, dưới chế độ hà khắc và chia rẽ phân biệt của gia đình trị Ngô Đình Diệm, cho nên đã gây rất nhiều những đau khổ lên Phật giáo Việt Nam, miền Nam thời đó. Bao nhiêu bậc thầy xuất gia đã tự thiêu thân để đòi được cái quyền tự do tín ngưỡng như các tôn giáo khác. Mà chính quyền Ngô Đình Diệm thì không chấp nhận điều này, luôn tìm mọi cách để bóp chết Phật giáo, mà đó là một tôn giáo lớn, mà là một nơi để rất nhiều những người dân của miền Nam Việt Nam thời đó trao gửi niềm tin, là nơi để những người dân của miền Nam Việt Nam thời ấy được quy về để tôn thờ, để học theo lời của Đức Phật. Và vì Ngô Đình Diệm là một người theo một tín ngưỡng tôn giáo khác, cho nên ông không hề thích Phật giáo, nên ông muốn bóp chết Phật giáo bằng cái quyền lực mà ông có. Chính trước những bất công này, rất nhiều những bậc thầy xuất gia, những bậc cư sĩ Phật tử nam nữ đã tự thiêu thân để đòi cái quyền bình đẳng trong tự do tín ngưỡng, không có đòi cái quyền cao hơn. Các bạn nên nhớ là thiêu thân
chấp nhận chết để đòi cái quyền được tự do như bao tôn giáo khác. Và trong đó có Bồ Tát Thích Quảng Đức. Ngài đã tự thiêu thân và trái tim của Ngài khi thiêu ra đó vẫn còn bao nhiêu cái điều cháy rã hết, tan nát thành tro bụi hết, trái tim Ngài còn. Như vậy trái tim đó là trái tim đã cống hiến cho đạo pháp, đã cống hiến cho dân tộc. Trái tim đó là trái tim tôn thờ chân lý, tôn thờ cái công ơn của các bậc tổ sư được truyền đạo, các bậc tổ sư khai đạo. Và sâu thẳm tận cùng cao cả hơn là trái tim đó tôn thờ Đức Phật. Cho nên trái tim đó còn thiêu không có cháy. Thưa với các bạn, nói ra điều này là để trả lời câu hỏi: chúng ta ngày hôm nay những người trẻ đi sau, chúng ta không quy tội, không quy lỗi cho ai những người của chế độ trước hay thế hệ đi trước, mà chúng ta tìm hiểu đôi dòng về lịch sử để mình thấy tự hào, thấy tự hào. Trong những lúc lâm nguy như thế luôn có những bậc Bồ Tát xuất hiện để cứu nguy cho Phật giáo. Vậy thì chúng ta ngày hôm nay những người thừa hưởng sự sống yên bình trong cuộc sống này, chúng ta là người được ngồi yên trong những ngôi chùa để học Phật Pháp, hiểu rằng cái ngồi yên này của chúng ta được đánh đổi rất nhiều công sức và có khi là cả bằng máu của những bậc thầy đi trước để gìn giữ mối đạo, để gìn giữ Phật Pháp. Nên chúng ta phải trở thành một người Phật tử trung kiên với đạo Phật, phải là một người Phật tử chân chính để chúng ta xứng đáng là những người học trò, là những người hậu vệ của những bậc thầy, những bậc thánh đi trước. Ta không phụ lại sự hy sinh cao cả của quý Ngài. Minh Thiền không có giỏi về hát, nhưng nói tới đây thì Minh Thiền rất thích một bài hát về Bồ Tát Quảng Đức. Nhưng cái bài đó là bài cổ nhạc, có thể là không phù hợp với các bạn. Nhưng Minh Thiền xin hát tặng các bạn một đoạn thôi. Hứa là hát dở không chê nha. Qua lớp khói mờ bay cao ngất, người ta thấy một nhà sư đang ngồi chắp tay niệm Phật. Mà thân hình trái tim như ngọn đuốc khiến bao người dừng bước nơi đây, nhìn nhau chẳng chứa lệ muôn hàng. Vũ trụ ngừng quay trong ngọn lửa kinh hoàng. Trời ơi, da thịt nào không nứt nẻ, máu xương nào không cháy rụi thành than. Khói xám tung bay mờ cả khung trời, mắt nhìn nhau qua hàng lệ rưng rưng. Khi chiếc áo nhà tu dần dần tàn trong lửa đó, đại lộ mang tên hai nhà ái quân mà ngàn xưa đã nêu gương chí sĩ anh hùng. Ngày hôm nay cũng có một nhà sư đã tự nguyện thiêu mình, quyết lấy cái chết để bảo tồn Phật giáo. Ha nệ hà điều sinh tử tồn vong, nguyện cúng dường nhục thể tự thiêu thân, niệm Phật giáo được trường tồn vĩnh cửu. Ôi đạo mất còn mới là điều trong hệ, còn xác thân thầy là cát bụi mà thôi.